Có một cái tin vui nữa muốn khoe với các bạn rằng chương trình Trại Chiến Binh Bán Hàng Như Hơi Thở, cái chương trình mà mỗi lần tổ chức kiến tạo ra hàng trăm học trò thành công của thầy dự về kinh doanh online ấy, nó đã được tổ chức lại ở môi trường offline rồi các bạn ơi. Có lịch chính xác rồi các bạn nhá. Thế cái chương trình này vì sao nó có thể tạo ra cái sức hút mạnh mẽ và khiến cho nhiều học trò của thầy dự đang là phụ nữ kinh doanh online mà lại tăng thu nhập đáng kể như vậy? Bởi nó là cái chương trình mà chỉ dẫn chi tiết cách để bạn biến mọi nguồn lực hiện tại và tương lai của mình thành tiền. Bạn sẽ được kích hoạt cái năng lượng bán hàng đỉnh cao bên trong, nó ẩn chứa lâu quá rồi mà không được đánh thức. Thành quả mà bạn sẽ cầm trong tay sau 2 ngày học á, thứ nhất đó là cái tấm bản đồ bứt phá bán lẻ những tháng cuối năm 2022. Cái số 2 là bản đồ bứt phá công việc xây dựng đội nhóm của bạn cho những tháng cuối cùng của năm 2022. Có hai tấm bản đồ này trong tay rồi thì bạn còn lo cái điều chi nữa? Dù bạn đang mới bán hàng online hay rằng mình đã bán hàng online rất là nhiều năm rồi, đội nhóm rất là khổng lồ rồi, thì thực sự tin chắc một điều rằng bạn sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ với những gì mà mình sẽ được học, được trải nghiệm trong 2 ngày sắp tới nhé. Bạn sẽ nhận ra một cái sự thật rằng tất cả những mối quan hệ hiện tại của mình, dù ít hay nhiều, thì đều có thể giúp mình kiếm thêm tiền. Cái kiến thức hiện tại của mình, kỹ năng hiện tại của mình, dù đang có thể yếu hơn người khác, chưa có sự nổi trội so với những người khác của ngày kia, nhưng vẫn có khả năng giúp mình kiếm thêm tiền nếu mình biết cách để khai thác nó. Những cái trang thiết bị mình đang có trong tay, nào là cái điện thoại, nào là cái máy tính, rồi nào là cái đèn livestream hay những cái ứng dụng bạn đang sử dụng trên điện thoại, mặc dù thiết bị đó của bạn không phải xịn sò như bao nhiêu người khác ngoài kia, nhưng vẫn hoàn toàn có thể giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn nếu bạn biết cách sử dụng nó. Này nhá, ngay cả cái giọng nói của bạn đang bị tiếng địa phương đang tệ, ngay cả khuôn mặt của bạn chưa xinh, thần thái của bạn chưa tốt như những người khác, thậm chí học vấn của các bạn là cái điểm mà khiến bạn đã tự ti bấy lâu nay rồi, đó hoàn toàn có thể trở thành một điểm lợi thế để bạn phát triển công việc kinh doanh online của mình. Yeah! Đây không phải là một khóa học miễn phí, đây là chương trình Trại Chiến Binh Bán Hàng Như Hơi Thở. Tức là tham gia cái chương trình này thì bạn vừa được học, vừa được thực hành để xây dựng những bản kế hoạch bán lẻ, bản kế hoạch xây dựng đội nhóm của mình. Vì thế nên chương trình này chỉ dành cho những người có phí thôi nha. Vậy học phí là bao nhiêu? Tùy từng thời điểm, bạn sẽ nhận được những ưu đãi, và càng đăng ký sớm thì bạn càng có cơ hội để nhận được vé ưu đãi tham dự cái chương trình Trại Chiến Binh này. Và có một cái cam kết, luôn luôn đó là cái cam kết mỗi khi mà thầy dự tổ chức chương trình, đó là bạn tham dự đầy đủ và bạn nói rằng là bạn cảm thấy không phù hợp lắm, cảm thấy rằng cái chất lượng nội dung nó không như mình mong muốn, bạn báo với ban tổ chức thì bạn sẽ được hoàn lại cái khoản tiền đấy. Mặc dù cái khoản tiền đấy so với những kết quả mà bạn nhận được từ các trong khóa học này thì thực sự nó là rất thấp. Chương trình này sẽ được tổ chức offline hàng tháng tại cái địa điểm gần của bạn, nên để nhận được thông tin chi tiết xem bạn chọn cái lịch nào phù hợp với mình thì bạn cứ comment xuống dưới hoặc liên hệ theo số hotline của ban tổ chức 0977602385 nhé. Đến tham dự cái chương trình này, bạn sẽ được cấp vòng tay, bạn sẽ được cấp áo của bán hàng như hơi thở, được cấp nước, được cấp tài liệu. Và việc của bạn chỉ cần dành ra 2 ngày với sự tập trung cao độ, bạn sẽ nhận được những bản kế hoạch hành động do chính mình xây dựng lên, và công việc kinh doanh của bạn chắc chắn sẽ bứt phá trong những tháng của năm 2022 còn lại này. Hẹn gặp lại bạn cùng với những học trò khác thành công của thầy dự tại chương trình Bán Hàng Như Hơi Thở, Trại Chiến Binh, được tổ chức offline 2 ngày sắp tới.